요셉의 형들은 우리가 요셉을 팔았다. 요셉이 뛰라뛰야, 비둘기 요셉 모아라. 이제 거기에만 마음이 있었어요. 레츠몰로 시연이 어떤 화천다스? 뜻이냐? 저는 요셉의 사원대저 뛰라온다 이거 줘. 요셉 뛰야. 내시 첫치 대도 시어다 화내면 고모아. 시연이면 고모아. 대신 내가 지금 고모 대자 배초도 비해서 게 도와 보여. 비로코 và chữ giờ tôi mới chỉ lo cần cầu giờ giờ bóng tàu điện tay này thì chỉ có chủ trì sắp bóng và chữ thì chỉ tôi nên chỉ bóng và chữ đó chùa tiếc họ tay mình do giáo sư ô đó chữ chỉ xia giáo sư thứ bao chính mình do có chính đó giáo sư giờ tôi luôn được chúa sư khai tỏ chùa anh chính thiết giải cho trơn giải cho luôn nó rất dễ tỏ thì chỉ vì nó khó biết cho cái xá chỉ cho giống như lý giáo sư giờ giáo sư lòng bảo cho cái xá chỉnh chơi bé tù sư chơi giáo sư giờ tự trả bé nếu trong cô nữa cho cái xá trong lên tờ lúc xưa hẳn tờ giáo sư thì cô lấy chú hẳn trên để giúp cho cái xá sư không tờ giáo lý giáo lý khó và chú cho lúc cho bé bé chỉ sống một bé cho cái xá cho một sầu cho và chữ tế hậu lửa thiên và chữ cho cái sầu trong cơn còn thà biết cho biết cho cái xá chê thiếu một trời lý và chữ cho lù thằng tới chê bé vừa bỏ tàu khó và chữ u hậu lửa như trò bé